Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Úi rồi, mới vào làm Zumbay rồi. Đố ai định nghĩa được từ Zom? Có khó gì đâu một buổi chiều. Admin rảnh háng ngồi soi map. Gào một tiếng thế là Zom. Thằng kia, Thẩm Du nó vừa vừa đấy nha. Tao lại sợ mày quá cơ. Xuống đây. Bước xuống đây mà Thẩm chết nhầm và solo như hai thằng đàn ông. Còn không thì bạn sẽ chết sấp mặt trên đấy. Úi rồi. Nó có sai đâu. Cái số phận Thẩm Du thì nó chỉ có thế thôi. Quả báo đấy. Doan ở cả thôi. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Thẩm Du với lại khẩu M240B Tesla. Rồi chúng ta sẽ lên đây. Ơ sao không lên được à? Cái định mệnh nó nữa. Không lên được. Cắm thế à rồi. Rồi bên này cũng không qua được luôn. Map này thì hồi trước mình chơi cũng là lâu rồi. Cách đây cũng tầm 1 năm rồi. Từ hồi mới ra cơ, rất là nhiều chỗ nhảy Thẩm Du các kiểu, nhưng bây giờ nó fix lại rồi, chơi nó rất là mới mẻ luôn, mới mẻ về cái chỗ Thẩm Du thôi. Cái gì đây? Hết cả hồn cái thằng này. Đi theo mình làm cái gì đây? Cút cút ra, tất cả hãy cút cút hết ra để cho tao thể hiện nào. Đây đây đây, hàng này, hàng Hồ Chinh. Sao lại biến thành cương thi nhở? Cầm con đấy thì vả sấp bàn lờ, cầm cương thi thôi. Ôi, mấy cây mất cây cô tách bảo vệ rồi, cái thằng này tay dài thế cơ. Thằng cương thi lượt nhanh cho nó trời nó cho nước nó trong anh em ạ, không lại đục nước. Cái gì đây, mình đã cố tình lướt rồi thôi, yếu lắm rồi, ra đây chỉ hiến mạng thôi. Các bạn không biết cây M240B thế nào của mình nó rất là xanh nha. Thôi té ngay thôi, đây cái chỗ Thẩm Du cho nó chắc chuyện rồi. Chiều nay mưa gió rì rầm, một mình lạnh lẽo, âm thầm nhớ ai. Cứ đếm từ 1 đến 2, đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình. Bỗng dưng tim đập thình thình, một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ. Sự thật hay là đang mơ, điện thoại thông báo, về báo hết tiền. Ây à, để cái khổ đi mở. Úi trời, mình lại cân tím, đang xanh mà. Lại đây, lại đây các bạn ơi, các bạn cứ lên đây. Thiên kêu cho mình thôi, không cần nhiều. Rồi, đợi thằng hero kia chết là mình biến thôi. Rồi, kiểu như là trên trời hàng vạn vì sao, dưới đất chỉ một mình tao anh hùng. Rồi, lên giết thằng kia đi bạn ơi. Rồi, thôi, khoa con đấy không được đâu. 240B Tesla đấy. Trâu bò cực. Cái này mà vào Thẩm Du thì đúng là chuẩn bài. Rồi, thằng kia hero kia xuống rồi. Rồi, chết này. Rồi, mình làm hero rồi. Có gì đâu. Trời ơi. Bạn đi làm cái gì, đáng nhẽ pha đấy mà nó không xuống là nó không chết rồi. Tự dưng là một pha của báo lao xuống. Nó làm toi đời em nó. Liếc cái gì? Cứ liếc thôi. Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Cứ xếp hàng mà đợi thôi. Thôi, tôi éo chọn thằng nào đâu. Thằng nào cũng không vừa với bản thân tôi đâu. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm cái chỗ nào kính kính và Thẩm Du không? Thẩm Du quay tay phải chỗ kính đáo các kiểu. Phải x zumbai phát hiện. Nếu không thì thôi lên đứng giữa map luôn. Đấy, đứng chỗ cao nhất luôn cho chúng nó không phát hiện. Chỗ này hay là bên kia ra. Qua xem được, ôi không được. Thôi phải lên lại chỗ cũ thôi. Ôi, lâu lắm, map này lâu rồi mình chưa chơi, mình không biết là nên nhảy chỗ nào nữa. Đắng hết cả lòng. Rồi té nhanh. Bạn ơi, cover me. Dưới kia. Trời ơi, yêu máu. Thì nhìn yêu máu vẫn nhây. Anh đắm mình trong nồng nàn biển rượu. Khắc bên em lên cổ cánh chân gà. Có những lúc gục đầu trên bàn nhậu. Anh mơ màng, cầm đũa, gắp tên em. Thằng nào sẽ là người được gắp đây? Lại đây, trời ơi, thằng kia chết rồi, bà Z. Thánh cầm bà Z Thẩm Du là đây. Rồi bạn ơi, bạn nhìn không ra là bạn chết đấy. Rồi, đợi con cương thi nó đi vào giữa ông ngắm mới nhìn ra. Thế chết sập mặt rồi. Ơ thằng đâu, cover mình. Trời ơi, may quá. Có thằng sau cover không thì đúng là mình sập mặt. Bay nhảy cái gì bạn ơi. Rồi, ui, cái thằng kia. Rồi, mày hay lắm. Mày không cover cái là chết cả hai luôn kìa. Có sai đâu. Ôi Thẩm Du phải biết cover cho nhau. Đứng với nhau bỏ nhau như thần. Thằng kia, thằng hero sao không ai cào ấy nhở. Anh nhé, cái chỗ này cương thi nó dễ lên lắm đấy.
Nhưng chịu rồi, mình cầm phải diệt. Phận làm zombie chưa một lần chạm vào ai. Nhìn về tương lai mà thấy sông rộng đường dài. Úi rồi, không lên được. Ngắm tay thầm du mà lòng tê tái. Bắn say như điên, em phải làm sao đây? Biết phải làm sao? Khi mà đứng bắn các kiểu như thế kia thì thôi. Chịu rồi, em chịu. Rồi tơ, thằng tơ này phải ép 11 kích cơ. Tê mèo là đứng nhìn. Vờ lờ, để mấy thằng zombie nó lên nó không lên được. Đáng nhẽ pha đấy cương thi đồng thế là phải lên được. Nhưng mà mình cạn lời rằng là thực sự là không ai lên được. Pha đấy mà nếu mà mình cầm cương thi có lẽ là mình lên được. Tại vì mình chọn là hủy diệt là mình tính cân hero ấy. Nhưng mình rất tốt nhưng độ may mắn ấy, nó không ủng hộ mình. Khi mà thằng hero nó lại thẩm du ở chỗ này. Tất cả cút cút hết ra. Trời ơi nó bu đi một lũ cái chỗ kia thì thế nào. Dũng bay nó cào thế nào bây giờ. Rồi. Không biết bọn kia nó qua chỗ bên kia như thế nào hay nhỉ. Mà mình đứng chỗ này cho nó chắc chuyện. Bắn cháy các kiểu. Bọn kia nó thẩm du kinh quá. Trời ơi chết rồi. Lại cái thằng đứng trên múc thuyền. Vờ lờ. Bạn ơi, bạn đứng đấy làm cái gì? Mình đã không đứng chỗ đó nữa thì bạn nên thoát đi. Các bạn đứng một mình thì bạn chỉ có sấp mặt thôi. Thôi mình đứng đây hơi bị thực sự là không thấy zombie nào. Ây da, để nó khổ đi mở. Lên đây là cái gì? Ui, lên đường ấy. Đùa, sao lại không lên đường nhở? Rồi, hay lắm. Rồi đứng đây, phê đấy. Sao nãy không qua được mà bây giờ qua được nhỉ? Cạn lời. Tức là cuối trận rồi qua đường trắng. Không biết là anh em ai chơi map này phân tích hộ mình cái. Méo hiểu luôn. Bựa vờ lờ. Map hỗ trợ nhưng không bán gì hết. Chỉ có săn zombie thôi. Cày thế là rồi. Rồi đứng một hồi cũng chán. Chỗ nào cũng chán thế kia. Zombie không có mà bắn. Biết làm sao bây giờ. Rồi đi săn luôn. Tao sợ chúng mày quá cơ. Ôi. Bạn ơi. Bạn là giúp non đấy. Bạn làm cái gì được. Rồi té 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 té. Ôi sao không lên được chứ. Rồi một phút giây ảo tưởng mình là cương thi. Ôi thôi té té té. Cái điểm mệnh bị mắc cái chỗ đó. Không lên được. Vờ lờ. Rồi. Ôi cái điểm mệnh nó nữa. Mình không lên được. Hình như là mình ở level thấp mình không nhảy cao được. Chắc là phải lên level 2 hoặc 3 kìa. Mình mới level 1. Cái level 1 nó thực sự là nó không được tốt. Và mình cũng không bật kỹ năng đặc biệt. Đấy, qua đây. Rồi, cuối cùng cũng qua được anh em ạ. Úi dồi, hay thế. Trời ơi, đứng đây thì biết thằng nào, thằng zom nào qua được bây giờ. Thơm nhở. Rồi, vừa phát hiện thêm một chỗ. Nãy mình cũng thấy rồi, thấy bọn kia nó đứng đấy rồi. Nhưng mình không biết lên cái đường nào cơ. Ôi, xác chết đầy đường thế này. Hai thằng này, tụi mày hay quá. Này thì yếu, hay một thằng yếu, hay một thằng cầm súng. Trời ơi, yếu rồi. Yếu thì nhây cái gì. Rồi, lượn lượn. Lượn. Double kill. Lượn. Tao sợ chúng mày quá cơ. Rồi, càng cuối trận thì mức độ zombie nó càng ít. Ui, thằng kia đứng bị nghẹo cổ kìa. Ai vắt cái cổ lại cho nó xem thế nào. Ghê quá. Rồi. Đấy. Cái điện mới. Đờ mờ admin nhá. Rồi. Admin rảnh háng quá. Ui, bắn cháy cái gì. Đâu rồi. Rồi, chết luôn rồi. Cay. Cay, chỉ có thể là đen thôi. Tự dưng bọn nó lao xuống hình như là zombie đứng trên thuyền. Vờ lờ. Rồi qua được nhưng không bắn được, không thẩm du được. Đen thế. Cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng người làm tơ vẫn là thằng đen nhất mát. Rồi lại cặp thẩm du. Vờ lờ gác thím. Thẩm du vừa thôi.
Em chưa một lần chạm và sờ vào ai đâu đấy. Rồi nhìn hai thằng thẩm du kìa, lòng tê tái. Em biết phải làm thao. Đờ mờ các thím. Đứng hai thằng đi kia bố ta nào chịu được. Xuống đi, đúng rồi, xuống một thằng rồi. Mới nói xuống. Vừa lờ thật. Rồi tao sợ mày quá cơ. Úi trời, xây đi. Bắn đi. Bắn đi vì bạn sắp chết rồi. Tao sợ mày quá cơ. Úi rồi. Ủa không thấm kìa. Ủa thằng này máu nhiều ấy nhở. Ủa chơi trong map này nhiều máu hơn à. Này thì nhiều máu này. Kiểu gì cũng chết. Rồi thằng kia nó thấy cái mặt mình cái là nó bắn xây các kiểu. Xuống đi bạn ơi. Hãy solo như hai thằng đàn ông. Chứ đừng đứng trên đấy mà bắn chùa như thế nó không được. Yêu cầu bạn xuống là solo các kiểu. Rồi mình nghĩ là anh em nên kích mình đi. Chứ mình không lên được đâu. Khó lắm. Ủa sao không nhảy được thế này. Cái gì mệnh nữa nữa. Phải đi ấn nút nhảy rồi nó không lên ạ. Đùa. Ủa cắm thế. Từ bạn ơi đợi mình. Để mình một lát thôi. Cho mình một giây thôi. Ủa nạt thế. Bắn đi bắn đi. Ủa không nhảy được. Vờ lờ ạ. Thôi em chịu. Anh em kích mình đi ạ. Mình biết mình nhảy cuối bắp rồi. Vờ lờ ấn vào cái nút nhảy nó không nhảy được. Hai ba hôm rồi mình không chơi cái map này. Anh chỉ nhầm mấy năm rồi. Thôi mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nếu thấy hay quên like subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.